Xin chào thể các bác và các anh em. Buổi sáng hôm nay thì em có nhận được hai chiếc vang số, một chiếc là Siso 1080M hàng bãi có cái tên là 3D360 của chú em Hải Dương làm dịch vụ để căn chỉnh, và một chiếc vang số Vidax 5 hàng bãi của một cái bác ở Bắc Giang. Bác ở Bắc Giang này thì đang sử dụng đôi loa Pro Audio model là DSB 2000, một đôi loa mà công suất khá là lớn, gọi là công suất danh định là 350W và công suất đỉnh là 700W. Nhưng mà bác này thì lại là muốn mua thêm một đôi nữa, nhưng mà theo em nghĩ thì là không cần thiết đâu. Bác này nếu mà sử dụng cho gia đình thì em nghĩ rằng là một đôi loa như này là đủ rồi, không cần phải thì nhiều loa đâu, không cần phải nhiều loa, mà quan trọng là vang làm phải hay. Bác này Bắc Giang này thì em cũng tìm hiểu sơ qua về cái dòng loa Pro DSB 2000, thông qua như vậy là chú ấy bán cái dòng loa này. Thì em thấy rằng là đây là một cái dòng loa mà chuyên dụng về karaoke rồi. Cái hãng Pro Audio là một cái hãng mà như vậy là sản xuất thương hiệu Nhật Bản và sản xuất các cái dòng loa để hát karaoke. Có dòng loa nằm bát gần mút chung giấy ép giấy cũng rất là nổi tiếng, và cả loa full. Thì em nghĩ rằng là loa này thì sử dụng cho hát hoàn là ok rồi. Và về cái phần âm bát âm chép thì em thấy rằng là qua cái vấn đề đánh giá của người bán hàng thì em thấy cũng khá tốt rồi. Còn cơ bản là vang thôi. Còn cơ bản là vang. Thì đây là cái cấu hình cũ này. Em cũng test nhanh để cho cái bác này có thể là yên tâm và định hướng được rằng là không cần phải mua thêm loa, mà quan trọng là như vậy là vang phải làm hay đã. Còn nếu vang làm như này thì không sử dụng được đâu. Có mua thêm loa hay là mua thêm cái gì không sử dụng được đâu. Cái effect tổng thì em thấy là để khởi động là 36 này. Bây giờ sẽ nghe chất âm mic nhá. Và em đang thử cái bộ mic RL. Bởi vì có một chú em cũng ở Bắc Giang là lấy một chiếc Patel DK5000 và bộ mic RL và sử dụng cho BMB 880, thì em cũng lấy luôn cái bộ mic này để mà test âm này các bạn nhầm nghe. Mic RL là một cái dòng mic là sạch sẽ sáng âm nhá, mà test ở cái cấu hình cũ ở trên chiếc vang số X5 thì phải nói rằng là rất là dở, và hiện giờ đang test ở trên JBL KB 4012. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 6 9 1 2 6 1 2 6. Nó bị lệch lạc effect mất rồi. Đây là phần music này, đây là phần music, đây là phần mic này, phần effect này. Nhìn vào phần effect thì em biết ngay rằng là không hợp lý rồi. Nó dẫn đến cái việc mà chất âm nó không chân thật rồi. Chất âm nó không chân thật rồi ở cái DJ này. Ở DJ phần đầu ra này. Đổi ra đây. Nhìn chung thì một chiếc vang số thì phải làm effect đổ vào tốt, effect đổ ra tốt. Súp này, súp làm cái này đây. Tiếp đến là cấu hình số 2 này. Dòng vang X từ X3 cho đến X12 ấy, thì em căn chỉnh rất là nhiều, đặc biệt là từ X3 đến X10. Rất nhiều các bác ở các tỉnh thành gửi đến cho em căn chỉnh. Giống nhau thôi. Ở cái DJ này, nói chung là phần effect đổ vào ấy, thì cái DJ này nó làm sai mất cái chất âm của giọng nói giọng hát rồi. Sai rồi. Cái DJ. Các bác lưu ý là sau nửa đời người nhá, sau nửa đời người mới tìm được cái DJ ở trong echo và DJ trong gì vợt đấy. Câu hình số 2 này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 6 9 1 2 6 9. X5 bãi và bộ mic RL. X5 là sạch sẽ nhá, chất âm là effect mềm mại sạch sẽ. Mic RL cũng sạch sẽ, nhưng mà các bác thấy rằng là nó rào rào như vậy. Chất âm nó rào rào là do làm effect đấy. Cái vấn đề effect nó không sạch mà nó rào rào là do làm effect chứ không phải quay dư đâu. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 6 9 1 2 6. 3 này, 4 này. Nếu để như này thì khó dùng rồi. Kể cả là bác này có mua thêm loa hay đổi loa cũng không dùng được đâu. Không dùng được đâu. Bởi vì do làm cái chất âm ở trên vang nó không hợp lý rồi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0937 235 69 126. Em fake là nó lệch lạc hết rồi. Bây giờ sẽ nghe một cái cấu hình của em làm nhé. Và ép phích tổng thôi, cái tạm thời để 36 này. 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 6 1 2 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 6 1 2 6 Các thấy rằng cái chất âm nó khác rồi đúng không? Và chỉ cần 34 thôi nhá. Trên dòng X thì là 34 37 40. 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 6 1 2 6 9. Bây giờ thử nhạc nhá. Mới nhận được tin nhau, hàng trăm thư viết anh gửi cho em. Đời trai chiến trận, em biết lỗi em có phải tại anh. Test nhanh để cho cái bác ở Bắc Giang này có thể yên tâm là khi đã gửi bằng số điện cho Thanh Hồng và Đoàn TV thì chắc chắn là khi nhận lại sẽ có những cái chế độ khá hay ở trên cái dòng bằng số đời X.